Ok ok, hello anh em. Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của Fan Game và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tới với series 7 ngày tăng lực chiến cùng Fan Game và tăng level cùng Fan Game. Uh, thật sự thì uh, mình đã làm được đến ngày thứ 3 rồi. Và hôm nay thì lão là ngày thứ 6. Thật sự là mình bị bỏ qua mất ngày thứ 4 và ngày thứ 5 thì mình không thể làm được cái hướng dẫn cho các bạn. Tuy nhiên tại vì sao vì thứ nhất là rất là buồn vì hai ngày cuối tuần thì mình lại bị bận là mình không biết trước là kế hoạch là nhà mình có đám cưới. Thế nên là cho nên là mình bỏ lỡ khá khá một vài cái hoạt động trong game mình không thể ra đầy đủ hết được tại vì anh em biết là đám cưới thì cũng phải rượu chè các thứ linh tinh nên say cho nên về thi thoảng bỏ qua những cái hoạt động thì ok hôm nay sau khi hai ngày mình bỏ lỡ thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em thì sau hai ngày thì chúng ta sẽ như thế nào hiện tại thì mình đã rất cố gắng để mình đạt được mình bị tụt tụt uh, thứ hạng khá nhiều tuy nhiên thì cũng ở top 191 trăm uh, hơi buồn một chút Thật sự là hơi buồn một chút, tuy nhiên thì uh, chúng ta vẫn ở trong top, vẫn có chùm giang hồ Lực chiến ở đây hiện tại mình đang ở mức là 64.000 và 358.000 điểm Tuy nhiên thì bây giờ mình mới bắt đầu làm cho các bạn sau khi đến ngày thứ sáu thì sao uh, Nói qua một chút là đến ngày thứ năm thì các bạn sẽ nhận được một cái thần binh, đó là cái thần binh cơ quan linh này này Thì cái thần binh cơ quan linh này sẽ to bạn một con thú cưỡi Và con thú cưỡi đó thì các bạn cần phải đạt đủ 3.000 điểm thì để kích hoạt được cái thú cưỡi này con thú cưỡi này là con thú cưỡi mà sẽ lại giúp các bạn tăng lực chiến khá nhiều. Đây. Hiện tại nó ở đây đây. Đây, sau đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu tẩy luyện đó là ở cái ngày thứ năm nhé Cái ngày thứ tư thì thật ra cũng không có gì quá là nhiều nhiều thứ để các bạn làm đâu. Ngày thứ tư các bạn cứ chạy hết hoạt động, làm hết tất cả hoạt động cho mình. Đó, thì các bạn sẽ đạt được cái điểm uh, lên đủ level và cắm tiếp tục cắm trên quái như là các bạn có thời gian hãy cứ trên quái tại vì mình không có vip mình không mua được cái linh tinh này À, cái tinh linh này này bạn các bạn không nhận được x2 đó vì chúng ta không bỏ tiền ra chúng ta không nạp tiền vào game nhưng chúng ta không có cái đấy được đó thì uh, chúng ta hãy cứ trên uh, để cho nó lên cấp nhiều nhất bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tẩy luyện con này để xem lên được bao nhiêu lực chiến với mình nhá ok cứ lấy bạo kích đã phòng thủ hp cứ, cứ tăng là chúng ta sẽ cứ lấy thôi né tránh không cần thiết các bạn xoay cái này đến bao giờ mà có ra một cái dòng cam hoặc một dòng đỏ thì là ngon nhất thì lấy lại Đây là mình đang chơi um, cung Thì mình lấy dòng tấn công Chắc chắn là dòng tấn công này mình sẽ giữ rồi Chính xác HP, bền bỉ, rãng không phải ngon lắm Tuyên giữ thử dòng HP Xem nào HP cũng được ấy Chúng ta sẽ đốt đến cái tẩy luận đây rồi Chính xác Aha, Ngon rồi, như vậy là được tạm lên đến 69.000 điểm À quên, 69k vàng thì các bạn tóm tóm lại chúng ta ít tiền thì chúng ta đừng nên quá cố gắng. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục tẩy luyện ở đây. Vì ở đây mình chưa ra được cái dòng tấn công dòng dòng ngon cho nên mình tiếp tục tẩy luyện ở đây. Tại vì chơi cung thì các bạn sẽ cần đến đến gì nhỉ? Đến lực, đến đến hiệu quả tấn công, bạo kích và chính xác. Cho nên là mình vẫn tiếp tục tẩy luyện mình bao giờ ra được cái dòng tẩy luyện ngon thì, à dòng tấn công ngon thì sẽ lên các bạn để ý là cái cấp tẩy luyện các bạn càng cao nhá thì cái chỉ số mà các bạn lên được càng lớn chính vì vậy mà chúng ta làm sao lấy được cái chỉ số um, uh, tẩy luyện càng ngon thì chúng ta sẽ giữ lại những cái tẩy luyện sau ở đây có cả cái, cái tấn công 491 này không ngon lắm tấn công ra được dòng cam thì sẽ thì mình sẽ lấy bắt đầu mình sẽ xoay tiếp hp hp không các bạn cứ lấy một cái ủi bạo kích né tránh thần ui né tránh này. Né tránh mà rơi vào con uh, ác uh, gì nhỉ? ác kiếm của mình là mình dùng ngay đấy. Né tránh lại né tránh. xác tấn công bền bỉ. Mình đang cố gắng để thay được cái dòng bền bỉ này sang một cái dòng tấn công thì sẽ là ngon nhất anh em ạ. Thôi cố gắng cho lên tẩy luyện năm vậy. Ở đây mình vẫn còn khoảng độ tầm tấn công này. Tấn công 600 rồi này, nhưng mà lại không có dòng bền bỉ à không có dòng cam. Mình đang cần dòng cam cơ cố gắng lên là cái dòng cả. Đây rồi. Đây rồi anh em thấy chưa lưu nhá. Chúng ta đã có một cái dòng tấn công, bắt đầu chúng ta xoay tiếp. Đấy, phòng thủ HP này. Ừ, ở đây mình sẽ giữ dòng phòng thủ lại. Sẽ đốt một chút nữa để chúng ta lên được uh... Ôi, có hai dòng tấn công, lưu tạm dòng này đã. Đó. Hơi giảm một chút nhỉ. Có cần phòng thủ không? Anh em theo mình có nghĩ có mình nghĩ là cũng nên một chút dòng phòng thủ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục xoay một tẹo nữa. Đây rồi. Hai dòng phòng thủ lên 4000 cũng tạm ổn. Như vậy là khá ổn rồi. Có mỗi con đều có dòng tấn công cam. Con này hai dòng, thời ra mình cần hai dòng tấn công cơ. Con này cũng chưa ngon này. Con này thật ra là con chưa ngon này, chúng ta sẽ mình sẽ vẫn tiếp tục xoay. Vì ngày hôm nay các bạn sẽ thu thập được khá là nhiều thứ để các bạn sẽ bắt đầu xoay. Xoay để lấy được dòng tấn công là ngon nhất. Và cố gắng xoay ra được cái dòng tấn công cam. Ok như vậy là đến tài luyện mức 3 rồi né tránh Bên bị HP Bảo kích Có nên lưu lấy dòng hạ bảo kích không nhỉ Bảo, bảo kích không anh em nhỉ Lưu lấy dòng bảo kích rồi xoay, xoay tiếp đúng không Ok mình sẽ lưu lấy dòng bảo kích Và tiếp tục xoay tiếp Đây rồi phòng thủ HP phòng thủ cam lại ra phòng thủ, thời ra mình không khoái phòng thủ lắm nhưng mà thôi, mình sẽ cố gắng xoay xuống rơi vào còn đâu đấy sẽ bạo tấn công có dòng tấn công rồi như vậy là có bạo kích phòng thủ tấn công hiện tại chúng ta cứ giữ như này đi đã năm nghìn một cũng khá ổn rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhận quà lực chiến trên 70.000 như vậy là chúng ta đã lên được lực chiến tầm độ 70.000 rồi sẽ cố gắng tiếp theo đến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nhận thêm một vài cái nữa đó là chúng ta sẽ có đá cường hóa thì ở đây mình đã cố gắng là cường hóa được full set cộng 7 Vì full set cộng 7 chúng ta sẽ mở được con pet Như hôm trước mình nói là ra một con pet cam là con Con, 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 con tuyết lang đó, như vậy là chúng ta lên cộng 7 Cộng 7 thì toàn bộ các bạn sẽ lên được thêm tầm uh, khá khá lực chiến nữa uh, Rồi, lên cộng 7 này Cộng 7 như vậy là chúng ta đã đạt thành tiệu đây Các bạn thấy là chúng ta sẽ đạt được một cái thành tiệu Đây Thành tiệu cường hóa toàn thân cộng 7 Như vậy là chúng ta đã nhận tiếp được con thỏ tuyết bắc hải Đó, uh, thì các bạn sẽ có được con pet cam thứ ba của mình uh, Đây, con thỏ tuyết bắc hải đây Ở đâu rồi Đây, chúng ta sẽ triệu hồi nó ra đó như vậy là các bạn đã có ba con pet cam là con rồng này con bá thiên hổ và con tuyết lang bây giờ mình sẽ lên cấp nhanh cho nó sau đó sẽ chuyển nó lên bậc 2, chuyển trước lên bậc hai luôn và đấy là sẽ là con pet mà các bạn sẽ dùng khá lâu dài rồi ok tiếp tục tăng cấp lên 34 mình sẽ tăng sao cho con pet này vì con pet này là con pet khá ngon nên mình sẽ tăng sao cho nó à, rồi và cố gắng là sẽ sắp tới sẽ búp con này lên à, cùng với cả con ôi con này chuyển ôi con này tăng sao rồi này ok mình sẽ tăng sao cho nó đó như vậy là chúng ta đã có bốn con pet rồi thì, thì thật ra các bạn nuôi pet càng càng nhiều thì sau này các bạn đi cái phần đấu trường ấy nó có phần đạo trường này, này thì các bạn để cái phòng thủ sẽ rất là nhiều đó đây đó thì cái phần uh, phòng thủ các bạn có thể bỏ con pet này đi và để con pet này lên thì lực chiến các bạn thì sẽ lên khá là nhiều khi mà các bạn đi đạo trường này uh, rồi như vậy là chúng ta đã có thể là cường hóa rồi nhá tiếp theo nữa để lên lực chiến thì uh, ở đây Thôi tóm lại là mình vẫn còn thì mình sẽ lên tiếp cái cung để xem là chúng ta có lên được cái cung nào không. Ở đây 7 lần thành công. Hy vọng là sẽ có một phát thành công. Kia. Yeah. Như vậy lên 78 rồi. 71.000 lực chiến. <laughs> 71.000 lực chiến rồi. Uh, pet thì sẽ không cộng thẳng lực chiến vào cho các bạn mà nó sẽ cộng vào lực chiến gọi là phụ. Đó uh, thì nó sẽ không cộng vào lực chiến của bản thể bản thể nhân vật thì sẽ không dựa vào cái đấy nhiều chỉ có cái là à, tiếp tục đến võ công võ công thì các bạn hãy cứ tăng mắc có thể ở đây thì mình đang ở cấp 50 mươi mấy dùng rồi dùng rồi dùng rồi ở đây mình đang là hôm nay là mình đang là năm khi mà lên năm thì các bạn lưu ý này khi bạn lên năm các bạn sẽ mở cái hồn ngọc này thì cái hồn ngọc này thì nó sẽ yêu cầu các bạn là phải tốn một cái viên đá này các bạn lưu ý cho mình là khi mà lên năm lên ba các bạn sẽ bị tốn một cái viên đá này vì để ngày mai là ngày thứ bảy thì chúng ta thì mình mới lên được level 53. Thì bạn sẽ tốn cái viên đá thiên ngoại vẫn thiết này này. Một cái viên đá mà khá tốn, kém khá là tốn các bạn phải mất 50 viên. Thì ở đây mình mới thu nhập được có 23 viên khá ít. Thật ra thì nếu mà là đúng ra thì các bạn sẽ thu được tầm 25 viên thì là chuẩn nhất. Để xem xem nào phần phúc lợi. Để xem xem chúng ta có thu thập được những cái gì từ phần phúc lợi này không nữa nhá. Gift code đổi vật phẩm à, quả đăng, đây, để mình xem cái quả đăng nhập hai cái này ngày thứ bảy chúng ta không nhận được rồi cái này đến ngày thứ 14 chúng ta mới nhận được cái 20 viên này cơ Tuy nhiên thì để xem xem mình có thể kiếm được những cái đấy từ đâu kiếm được cái viên đấy thì các bạn có thể quả cấp quả cấp lên 53 được gì không lên 54 chúng ta mới được nhận được 10 viên nữa Ngày mai thì khả năng không biết có lên được 54 không. Nếu mà lên được 54 thì các bạn sẽ mở được có 10 viên nữa là có được 33 viên. Vẫn thiếu kha khá, vẫn thiếu phải mười mấy viên nữa. Ok, như vậy là nó sẽ bắt nạp thêm 50.000 thì chúng ta mới có 10 viên nữa này. Tổng level. Ở à đây tổng level nha các bạn thấy là nếu mà đến hết ngày thứ bảy, tổng level chúng ta được ở top, vẫn tiếp tục ở top 200 thì các bạn sẽ được thêm 10 viên nữa. Wow, tổng chiến lực Tổng chiến lực thì từ 51 đến 200 Ở đây mình xem xem mình đang lên được đến bao nhiêu rồi nào Bảng xếp hạng này Vẫn đang ở mức 191 vẫn là khá yên tâm Tổng chiến lực thì nó chưa cập nhật Tuy nhiên thì mình đang lên được 71.000 rồi cũng, cũng cũng gọi là khá khá khi mà chúng ta chưa nạp gì à, Để tiếp tục tăng lực chiến thì mình sẽ Tăng cái cảnh giới của một vài cái kỹ năng này lên Tăng độ chuẩn xác 303 điểm Ok mình sẽ tăng cái độ chuẩn xác này lên Mình sẽ tăng cảnh giới này lên Rồi như vậy chúng ta lại lên thêm năm mấy lực chiến nữa tiếp tục tăng cảnh giới của cái này lên Ok như vậy là 71.600 rồi à, xem nào phần đạo trường thì sẽ có là này mình đi rồi này đạo trường mình đi hết rồi này hội võ trường chưa đi này Ok bây giờ thì mình sẽ đi cái phụ bản tiếp theo đó là cái phụ bản này để chúng ta kiếm được cái đây chúng ta mình sẽ đi cái trái tim chính nghĩa này đi cái phụ bản trái tim chính nghĩa thì sau đây chúng ta đổi được khá là nhiều đá mỗi ngày các bạn đổi được cũng kha khá đá đấy cái này mình ăn chưa ngoài ra nữa thì chúng đang đang có cái event khá là hay đang có một cái event khá là ngon đó là các bạn đi hết những cái phụ bản kia cái phụ bản kia là phụ bản gì nhỉ tự nhiên mình quên ok mình sẽ bán những cái đồ tím cho đi là mình bán sạch cả. mình không dùng đồ tím luôn cái này dùng rồi này cái này thì tí nữa mình sẽ dùng này thể lực thiếu là mình sẽ phải dùng ngay cái đấy này đây phụ bản chính nghĩa đây rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thằng sứ giả chính nghĩa à, cố gắng là lấy được ở à, đây này thôi mình sẽ đi cái phụ bản này sau vì đây là cái hướng dẫn là anh em đây được chiến thì đây khi mà các bạn gặp cái thằng nhân vật này này thì các bạn sẽ đổi được viên đá đấy ở đâu đây các bạn sẽ đổi được nó ở đây đấy ở à, đây mình đổi được rồi còn ba lần đổi luôn đấy các bạn thấy là mình đổi được này chúng ta thể đổi được cái viên đá này ở đây Đấy, bây giờ mình thiếu một cái này nữa thôi, lận thông bài nữa thôi. Thì tí mình sẽ tìm để mình đi nốt, mình sẽ kiếm được cái viên đá thiên ngoại vận tiết này. Như vậy là mình đã có bao nhiêu viên rồi nhỉ? Để hy vọng là ngày mai mình sẽ mở luôn. Uh, 25 này, cộng với cả 10 nữa là được 35 này. 35 thì vẫn chưa mở được cái này. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn không, nếu mà chúng ta cần lắm thì chúng ta sẽ mất 1.000 vàng khóa. 1.000 vàng khóa để lên được cái... Uh, Hồn ngọc thì mình Thế nên nên mình vẫn để là 1.000 vàng khóa ở đây Mình chưa mở Đó. Mình chưa mở cái vàng khóa đó. Ok ok. Mình chưa đốt cái vàng khóa đấy đến ngày mai thì mình mới đốt cơ. Để xem xem ngày mai chúng ta sẽ lên được tối đa thêm bao nhiêu lực chiến nữa. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang ở 71.000. Không biết là có lên đạt được 100.000 lực chiến hay không. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ cố gắng. Con uhm. Còn gì nữa nhở Còn gì để tiếp tục để hướng dẫn các bạn nhở À con gà gà này để làm nguyên liệu thôi. Ờ uh đến ngày hôm nay đến ngày thứ năm thì đúng rồi ngoài ra nữa chúng ta đang có một cái hoạt động khá là hay đó là cái hoạt động mà đây để mình sẽ review luôn cho các bạn cái hoạt động này để mình bán hết cái đồ đây đi đã mình bán hết những cái đồ mà cần đồ tím này mình chỉ cần đồ vàng thôi Rồi mình tách ra đó sau đó mình tách ra rồi cái chế tạo này thì uh, ra này cũng uh, tiếp tục nhá vào thư này tạm thời đây các bạn đợi mình một chút để mình uh, mình mình uh, gì nhỉ? mình uh, thu dọn hết cái đống đồ mà mình đang có đi đã sau đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục có cái như này khá là hay có cái event khá là ngon event này thì uh, mình đang tính là mình sẽ đổi hết lấy cái thiên ngoại viễn thiết cái đá thiên ngoại vẫn thiết đấy là cái đá rất là quan trọng mà dùng rất nhiều thứ sau này. Sựa như vậy luôn anh em ạ. Ok mình bán sạch rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là các bạn thấy là để ý là cái phần phúc lợi này. Chúng ta có một cái hoạt động là thiên ngoại cần thiết chúng ta đổi cái đây ngũ sắc thiết thì cái này chỉ còn có thời hạn là 8 tiếng thôi. Thì cái ngũ sắc thiết này chúng ta phải kiếm được đâu? Đó là đi phụ bản khó từ cấp 25 trở lên sẽ được nhận được. Mỗi phụ bản các bạn sẽ nhận được một cái. Vì vậy mà các bạn hãy vào phần phụ bản và đi ngay cho mình. Đây, mình sẽ vào phần phụ bản và đi luôn, càn quét luôn. Đây từ cấp 25 trở đi. Các bạn vào cái này, vào phần khó các bạn càn quét hết cho mình. Mình càn quét liên tục luôn. Rồi, thiếu thì mình tiếp tục ăn cái Đây, mình sẽ tiếp tục ăn đùi gà. Dùng hết đùi gà luôn, 66 để đi được tiếp. Sau đó chúng ta cũng tiếp tục bỏ vàng để chúng ta đi cho nhanh. Đây, càn quét tiếp liên tục. Rồi Tiếp tục cái này mình sẽ bỏ tiền ra mình mua uh, Mua Rồi Càng quét khó Ô oh, hết rồi càng quét rồi à oh, Ồ cái hai cái này thì tí chắc là tí là mình sẽ đi bằng tay Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn Mình sẽ cho bạn xem luôn Đây chúng ta sẽ Đây chúng ta sẽ vào phần phúc lợi này Các bạn thấy là chúng ta sẽ kiếm được hai cái này này À, thì ở đây lúc ấy mình thấy là mình sẽ được thêm khoảng độ tầm 10 cái nữa đấy. Đúng rồi, mình đi được hết cái đấy mình sẽ được 10 cái nữa. 10 cái nữa chúng ta sẽ nhận được 10 cái viên đá thiên ngọc vĩnh thiết này. Ok, mình sẽ đổi tiếp tục này. Đổi hết lấy viên đá này cho mình. À, chúng ta rất cần cái viên đá này để tiết kiệm được cái vàng khóa, 10.000 1.000 vàng khóa đối với các bạn là cực kỳ quan trọng. Vì vậy mà hãy cố gắng là tiết kiệm được càng nhiều càng tốt. Đừng lãng phí những cái vàng khóa mà chúng ta không cần thiết. Rồi À, mình ở đây mình bán sạch những cái này đi Chắc túi đã đầy rồi vậy Ok Tiếp tục bán Ê, Chết nhầm Chọn hết này, bán này Rồi sau đó thì uh, đây các bạn vào tiếp phần phúc lợi đó như vậy chúng ta lại có bốn viên nữa rồi rất hay mình đang phải cố gắng đổi cái này tại vì hôm trước mình bận nên mình không đi được hết cái này và mình bị thiếu rất nhiều có nghĩa là mình đủ cái này cơ nhưng tại hai hôm nghỉ thì mình, uh, mình 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 uh, bận không đi được tí nữa thì chắc chắn là mình sẽ phải cắm ở đâu đấy để mình uh, mình đi địa cung ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à đi địa cung thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái này uh, nhận được cái viên đá thiên ngoại viễn thiết đấy đây mình sẽ uh, rồi, nhận nốt cái này đã, nhận nốt cái cái thư này cho anh em xem còn được cái gì không. Bán. Rồi. Xem phúc lợi còn đổi được cái gì không? Không không đổi nữa này. Túi này, thiên ngoại bên thiết để xem chúng ta có bao nhiêu cái. 31 viên rồi. Như vậy là còn thiếu uh, 19 viên nữa. 19 viên nữa thì sẽ cố gắng là đến ngày thứ mai là chúng ta sẽ đạt kết thúc cái cuộc thi đua top đua cấp này thì cố gắng là chúng ta sẽ đạt được cái top ở trong 200 thì chúng ta đạt được cái 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 cái, cái viên đấy tiếp 10 viên đấy. Đây, mình cho bạn xem phúc lợi này. À đâu, còn bốn cái kia chưa đi. Như vậy là 31 cộng 4 là 40 à, 39 rồi đúng không? 39 cộng 4 đúng không? Hay là 31 nhỉ? 31, 31 cộng 4 là 35, 35 như vậy thiếu 15 viên nữa. 15 cộng 10 là 45, như vậy là còn thiếu 5 viên là chúng ta có thể là đủ được cái à, mở được hồn ngọc rồi. Ngon ngon ngon. Thế là ngon rồi. À, trái tim chính nghĩa. Ờ, à, phải đi thêm trái tim chính nghĩa là cũng có thêm được một viên nữa là 36 viên. Ngày mai đổi tiếp. Đổi tiếp 3 lần nữa. Ờ. À, ngon, có khả năng là mình sẽ đủ anh em ạ. Có khả năng là mình sẽ đủ để xem xem cái phần uh, xếp hạng server này. Đua top này, chúng ta còn một ngày 7 tiếng nữa, có nghĩa là phải à, cố gắng đua top trong vòng một ngày nữa cơ. Thì mới đạt được từ 51 đến 200, hy vọng là vẫn còn nằm trong cái top này. Tổng chiến lược Tổng chiến lược thì mình chắc là mình sẽ bị ra ngoài tốt rồi Mình sẽ không hy vọng là mình sẽ nằm ở đây à, Chiến lược tại vì chúng ta không nạp mà Chúng ta không nạp nên chúng ta chỉ cố gắng cày cấp thôi à, Rồi tổng level vẫn là một hy vọng Ui cái thanh kiên này đã gần 60 rồi 358 Hy vọng là đến tí nữa nó cập nhật thì mình sẽ thay đổi được cái thứ hạng này ở đây à, Ok à, à, gen à, Ok chúng ta lại có tiếp tục rèn Rèn ở đây thì mình sẽ cố gắng là up cái toàn bộ cái này nó lên đến cái cấp cấp 40. 36. Ngon. Cái này thì sẽ là cái này thì chúng ta sẽ nếu mà không còn ngày mai mà ấy thì chúng ta sẽ tiếp tục mua cái đấy. Mình sẽ tiếp tục mua cái um, liên tục 3 ngày đấu trường đặt top 500. Ồ, cũng được. Không ngon lắm nhưng mà thấy là cũng tạm được rồi. Ok. Ok như vậy là mình hôm nay đã review xong cho anh em cái cách để lên được cái quà đấu trường này Ok nhận đi Như vậy là mình đã hướng dẫn cho anh em cách lên lực chiến như là level ngày thứ 4, 5, 6 nhá Rất là tiếc là tại vì mình không thể review được hai ngày 4 và ngày thứ 5 để mình biết ngắt quãng Tuy nhiên là hôm nay thì mình cũng đã review một cái tổng thể khá chi tiết cho anh em những cái ngày Ngày sắp đó, những, à, những, ngày vừa rồi mà mình đã làm gì thì nếu mà thật ra là nếu mà mình có thời gian thì hiện tại mình cũng sẽ chắc chắn hơn ở cái vị trí an toàn hơn Chứ không phải là top 191 như bây giờ Đó à, Xem nào hoạt động thì mình còn hoạt động gì Đây vẫn còn khá nhiều hoạt động chưa đi sáng tạo bộ công này ngũ tuyệt thí luyện à, Ở Never, à, xin lỗi là ở Never 52 các bạn đi được cái ngũ tuyệt thí luyện ở cái level 52 thì các bạn sẽ mở được cái 5249 nhỉ, ngũ tuyệt thí luyện. Thì cung thì các bạn mình nghĩ là mình các bạn nên đi cái này này, nên đi cái thằng lão già này khá là ngon này. À, thì mình mở được cái tuyệt kỹ này rồi. Túy vũ cuồng ca rồi, đó mình sẽ tiếp tục áp cái túy vũ cuồng ca này, cái này thì vì là nghèo nên các bạn sẽ chỉ áp một cái cho mình thôi, cố gắng là áp được một cái nhiều nhất có thể để các bạn học, các bạn lấy được cái kỹ năng này này, đấy thì các bạn sẽ tăng cấp được cái kỹ năng của lên, của cái túy vũ cuồng ca lên, đó có ba cái rất quan trọng, cho nên nếu mà các bạn mà, mà uh, cầy chay thì tốt nhất là cày nuôi một con thôi, nó sẽ hiệu quả hơn anh em ạ. Uh, rồi như vậy là con pet này thì hiện tại cũng ba uh, chín rồi ngon rồi ngon rồi như vậy là mình đã có hai pet ba pet cam ở cái ngày thứ năm à, mở được con thú cưới thứ ba đó là con thú uh, hậu uh, con 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 uh, con thú này đây các bạn mình sẽ ảo hóa các bạn xem à, à quên mình phải dùng nó chứ xuất chiến này xuất à, chiến thì bị tụt một chút nhưng mình nhìn á à, các bạn nhìn nó đẹp không con này thì nhìn khá là chất chơi người rồi Úi, đi cho đâu trông khá là chất chơi đó, xem qua một chút chỉ số về nhân vật nhé thì tấn công hiện tại là 7.002 HP là 97.000 Đó, thì cũng khá đơn giản HP lên 100.000 thì cũng không phải có nỗi gì khó lắm đâu Mị lực là 107 Võ Huân là 160 Thì cái mình lưu ý các bạn là hãy cố gắng cầy điểm Võ Huân nhé Thì cái, cái điểm Võ Huân này thì các bạn cầy ở cái phần đấu trường này Sau đó đi cái chính tả thế lực các bạn sẽ nhận được cái điểm Võ Huân Thì về sau các bạn muốn mở được nội giáp lên level 60 Thì các bạn cần 1.000 điểm Võ Huân Vì vậy mà các bạn hãy mua cái đấy để tăng được điểm Võ Huân nha Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm cái thằng... À trái tim chính nghĩa à, thằng sứ giả chính nghĩa thì mình làm cái này kia để mình đổi ra được mình đổi đá để mở được cái nội giáp anh em ạ à, quên mở được uh, hồn ngọc vì hồn ngọc tăng lực chiến rất là nhiều tăng đâu đấy rơi vào tầm mấy nghìn lực chiến đấy khá khá đấy à, sứ giả tiêu cục rồi không có đây Ok, như vậy thì mình sẽ tạm thời dừng cái video này tại đây nhé Nếu em thấy hay thì đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh channel của fan Game nhé Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau Bye bye Và đến ngày mai thì xem chúng ta sẽ làm được cái gì được ngày mai nhé Hẹn gặp lại anh em Từ từ xem nốt phần thí luyện xem đi hết chưa Ok, đi rồi Check kỹ rồi